Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Điểm tin cuối ngày của Sun TV. Chương trình tối hôm nay, ngày 23 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây. Nữ giáo viên Hải Phòng khai báo gian dối bị phạt 10 triệu đồng. Bắt quả tang livestream bán hàng không hóa đơn chứng từ, tổng giá trị cả tỷ đồng. 11 những người được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19. Giá vàng hôm nay tăng mạnh. Sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, nữ giáo viên Hải Phòng khai báo y tế gian dối đã lãnh mức phạt hành chính cao nhất là 10 triệu đồng. Theo đó thì nữ giáo viên này buộc phải cách ly y tế tự trả phí, có thể bị kỷ luật trong ngành giáo dục và cũng có thể bị khởi tố hình sự nếu có kết quả xét nghiệm dương tính. Đây là bài học và cũng là trường hợp thực tế để làm gương cho nhiều công dân khác. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng bà T, 55 tuổi, trú quận Lê Chân, là giáo viên trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn về hành vi khai báo y tế gian dối. Trước đó bà T đã về Hải Dương ăn Tết nhưng lại khai báo đi Hà Nội để nhằm trốn tránh cách ly y tế. Sau khi phát hiện sự việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố đã giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân xử phạt bà T mức cao nhất. Nữ giáo viên này dương tính với Covid-19 thì chuyển cơ quan công an để điều tra, khởi tố hình sự. Theo đó, căn cứ mức độ vi phạm, Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà T với mức 10 triệu đồng. Nữ giáo viên này cũng bị buộc cách ly y tế tự trả phí. Cập nhật sáng nay, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19 mới, tất cả đều ở tỉnh Hải Dương. Tổng số ca mắc Covid-19 ghi nhận từ đầu mùa dịch đến nay tại Việt Nam là 2.395 người. Còn trên thế giới, tính đến 6 giờ sáng nay, ghi nhận hơn 110 triệu người nhiễm Covid-19 và đã có hơn 500.000 người đã tử vong. Bắt quả tang hàng chục người, livestream bán hàng chục nghìn sản phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, giày dép, quần áo, đồng hồ, mắt kính, không hóa đơn chứng từ, tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Ngày 22 tháng 2, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho hay vừa phát hiện cơ sở chứa hàng chục nghìn sản phẩm quần áo, dây dép, đồng hồ, mắt kính, không hóa đơn, chứng từ và bán hàng qua hình thức livestream trên mạng xã hội. Cơ sở này có ông Dự, 49 tuổi, tại khu phố 5B, phường Tân Biên. Trong kho xưởng rộng khoảng 600m2, có khoảng 20 người đang bán hàng và chốt đơn hàng bằng cách livestream qua mạng xã hội. Qua kiểm tra, phát hiện trong kho hàng chứa hàng chục nghìn sản phẩm mỹ phẩm, dược phẩm, quần áo, dây dép, đồng hồ, mắt kính với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên. Bước đầu, ông Dự khai toàn bộ số hàng trên được nhập từ Mỹ về. Các sản phẩm do khách hàng trong nước đặt từ trang Facebook Mơ Đào do bà Đào Thị Thanh Mơ, chị ruột của ông Dự, livestream bán hàng trực tiếp từ Mỹ. Thưa quý vị, 11 nhóm người sẽ được ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19, trong số đó là nhân viên y tế, công an, quân đội và những người tham gia phòng chống dịch. Theo quyết định phê duyệt kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine Covid-19 giai đoạn 2021-2022 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký, 11 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng bệnh Covid-19 đầu tiên gồm nhân viên y tế, nhân viên tham gia phòng chống dịch, ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên, nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, lực lượng công an, lực lượng quân đội, người trên 65 tuổi, giáo viên, nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu như hàng không, vận tải, du lịch, điện, nước, người mắc các bệnh mãn tính, người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài, người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ. Vaccine Covid-19 sẽ được triển khai tiêm chủng trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, mức độ ưu tiên sẽ được sắp xếp theo yếu tố nguy cơ từ cao đến thấp. Các tiêu chí đánh giá gồm khu vực đang ghi nhận ca mắc, tử vong do Covid-19, khu vực đô thị lớn, mật độ dân số cao, các tỉnh đầu mối giao thông. Bộ Y tế cũng cho biết đơn vị này chỉ chọn mua các loại vaccine an toàn, có hiệu lực bảo vệ cao, được Tổ chức Y tế Thế giới tiền thẩm định, đã được phê chuẩn bởi một cơ quan quản lý dược nghiêm ngặt, giá thấp. Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, tổng số vaccine từ chương trình COVAX viện trợ cho Việt Nam năm nay là 30 triệu liều, trong đó chủ yếu sử dụng vào nửa cuối năm 2021. Bộ Y tế khẳng định hệ thống kho lạnh có thể bảo quản cùng lúc 3 triệu liều ở nhiệt độ âm sâu, âm 70 độ C, 1,8 triệu liều ở nhiệt độ âm 25 đến âm 15 độ C và sẵn sàng bảo quản hàng chục triệu liều ở nhiệt độ 2 đến 8 độ C, hầu hết vaccine cần bảo quản ở nhiệt độ này. Giá vàng vào sáng hôm nay 23 tháng 2 tăng mạnh lên hơn 56,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC hiện đắt hơn thế giới 6,15 triệu đồng một lượng. Kim loại quý ngày 23 tháng 2 đã phục hồi, giá vàng miếng SJC cộng thêm 250.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào lên 56,05 triệu đồng một lượng và bán ra 56,55 đến 56,57 triệu đồng một lượng. Exim Bank mua vào lên 56,1 triệu đồng một lượng và bán ra là 56,4 triệu đồng một lượng. Vàng miếng SJC vẫn giữ khoảng cách cao hơn thế giới 6,15 triệu đồng một lượng.
giá vàng thế giới sáng ngày 23 tháng 2 tăng, dòng tiền quay lại thị trường vàng khi các nhà đầu tư bán tháo tiền điện tử Bitcoin. Giá Bitcoin đã giảm khá mạnh. Gần đây, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã nói đến tầm quan trọng của quy định về Bitcoin trong mối liên hệ với tài chính bất hợp pháp để chữa lợi nhuận của những kẻ buôn ma túy trực tuyến, tài trợ khủng bố. Yellen cũng đã đề cập đến Bitcoin như một tài sản rất dễ bay hơi và có tính đầu tư cao. Vàng tăng giá trở lại còn đến từ đồng USD suy yếu. Thêm vào đó, số người chết tại Mỹ do Covid-19 đã vượt qua 500.000 và khả năng gói hỗ trợ kinh tế 1.900 tỷ USD đã được sớm đưa ra. Điều này lại dấy lên nỗi ám ảnh lạm phát và vàng hưởng lợi tăng 1,5%. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin cuối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe cho Shine TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.